Duyên. Ủa, anh Thành, anh đứng đó làm gì vậy? Thì đứng chờ Duyên chứ còn gì nữa mà hỏi. Chờ em chi? Ủa, anh hai xuống đây làm chi vậy? Ờ thì anh xuống đây gặp em. Gặp em chi? Ờ thì anh có hái chùm nhãn ở trước nhà, ngọt lắm, nè em ăn thử đi. Anh thiệt tình á, em mới vừa đi bán trái cây về, tự nhiên cái cho em ăn trái cây. Trái cây em bán khác chứ bộ, còn trái này á là nhãn nhà anh, ngon lắm, em không ăn hả, anh đem về lúc đó đừng có hối hận rồi nha. Thôi, thôi được rồi, anh cứ giỡn hoài à. Anh đi lên trên bờ đi, để em còn đi về nấu cơm cho nội nữa. Ờ, Duyên à, anh có chuyện muốn nói với em. Chuyện gì? Anh muốn ngày mai á dẫn má anh qua thăm nội của em có được không? Chi vậy? Duyên à, anh thương em nhiều lắm. Anh muốn ngày mai dẫn má anh qua gặp nội em để bàn tính chuyện. Anh à, anh đừng có nói nữa. Em biết á là tụi mình chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, em không có bao giờ nghĩ tới mấy cái chuyện đó đâu. Thôi, anh đi lên trên bờ đi, anh về đi, để em còn về nấu cơm cho nội, không thôi nội xỉu đó nha. Đi, anh đi đi. Nhưng mà Duyên à, anh thương em mà Duyên. Em đã nói tại rồi. Tại sao lại như vậy với anh? Anh thương em mà. Ra đi, anh đi lên đi. Anh thương em mà Duyên. Anh đi về đi. Anh thương em thật lòng mà Duyên. Buông em ra đi. Cho anh cơ hội đi. Em đã nói rồi. Duyên, nè. Duyên à. Mày làm gì vậy? Bà Phước, Duyên là bạn gái tao mà. Bà Phước, nè, bà Phước, bà Phước, bà Phước. Ủa? Hồi nãy anh quên sách cám về cho gà ăn. Ừ, anh tính chút qua sách đó. Em sách chỉ cho nặng vậy. Đưa anh. Hồi sáng thằng Hai Thành nó làm gì em mà cả hai người cùng té xuống sông vậy? Đâu có chuyện gì đâu. Tại anh Hai á, anh nhảy xuống ghe mạnh quá nên tụi em té xuống sông. Anh tính nuôi thử 20 con gà để dành làm đám hỏi, nếu mà suôn sẻ
anh sẽ nuôi 200 con lành đám cưới. Ủa, anh hỏi ai vậy? Thì thì hỏi em chứ hỏi ai. Bộ anh tính đại hết cả quyện ăn luôn hay sao vậy? Thôi em đi về đó nha. Nè, anh có chút chuyện tính rủ em đi với anh đó. Chuyện gì? Đi đâu vậy? Thì đi lên chợ quyện. Em đi lên đó đi, rồi em sẽ biết liền. Dạ, có tôi đây. Trời ơi, tưởng ai. Thì ra là chú Ba. Dạ, dạ mời chú Ba vô nhà. Chú Ba bày mối đi đâu đây? Dạ, mời chú ngồi. Dạ. Dạ, mời chú Ba dùng nước. Dạ, cảm ơn bà Năm. Chú đi đâu đây chú Ba? Vậy chứ tôi làm nghề gì? Thì làm mai mối chứ làm gì? Đó, thì tôi tới đây tôi làm mai chứ còn gì nữa mà hỏi. Trời, chú tới nhà tôi đó hả? Dạ đúng rồi. Có chuyện chi không chú? Tôi đã nói là tới đây làm mai mối đó mà. Ủa, cháu nội bà đi đâu rồi bà Năm? Chú Ba hỏi con Duyên nhà tôi hả? Chứ ai vô đây nữa? Bà chỉ có một đứa cháu nội là nó. Tôi không hỏi nó thì hỏi ai nữa. Chà, con bé nó lớn lên nó đẹp người đẹp nết quá trời quá đất. Bà nhờ được rồi đó nghe bà Năm. Nó mới chạy đâu qua nhà thằng Ba Phước đó thì phải. Mà chú Ba, chú hỏi nó có chuyện chi không? Bà Tư, bà đánh tiếng, bà nhờ tôi qua hỏi con Duyên về làm dâu nhà bà. Bà thấy được nhờ cháu nội rồi đó thấy chưa? Nhờ là nhờ làm sao hả chú? Thì được nhà giàu nhất xứ mình cưới nó về làm vợ, làm vợ con trai lớn nhà người ta. Vậy mà không nhờ sao được nữa chị? Ủa bà không mừng hả bà Năm? Có gì đâu mà mừng hả chú Ba. Tôi nói chú Ba nghe nè, tôi thấy con Duyên á, nó không có thương thằng Hai Thành đâu. Cái bà này ngộ à. Nó thương đứa nào không lẽ nó nói như bà. Nhưng cái chính á là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Biết là vậy, nhưng mà con Duyên nó mất cha mất mẹ. Tôi nuôi nó từ nhỏ nhưng mà bây giờ nó lớn rồi. Nói gì thì nói chứ bây giờ tôi đâu có ép được nó đâu chú Ba. Trời đất ơi, bà là bà nội nó, bà còn lớn hơn ba má nó nữa mà. Và lại về làm dâu nhà bà Tư là phước đức lắm đó nghe bà Năm. Dạ, thôi tôi cảm ơn chú Ba. Chú Ba, để nó về tôi hỏi ý kiến nó coi làm sao nghe chú Ba. Ngày mai tôi đưa má con bà Tư qua đó nghe bà Năm. Ê, chú Ba, khoan đã chú Ba. Chú Ba à, để tôi hỏi ý kiến con Duyên đã chú ơi. Trời ơi. Chào chị Tư. Ủa, bộ bà Năm trầu bắt gật đầu liền hay sao mà lẹ dữ vậy anh Ba?
chứ còn cái gì nữa. Được làm dâu nhà chị là phước đức ba đời rồi, ai mà không khoái. Anh ba. Dạ. Vậy chứ ngày nào thì mình bưng mâm trầu qua bển được vậy? Ngày mai được không? Để tôi coi ngày coi giờ cái đã. Chú ba. Ừ. Chú còn ngày mai á, vợ có tốt không? À. Cái thằng này, nó làm gì mà bữa nay nó hối như là chạy giặt vậy kìa. Bực mình hả? Tôi đã nói rồi, để tôi coi con Duyên lại coi coi có được tướng không đã. Mà nó cứ kêu liền liền vậy hoài á. Nó nói đúng rồi đó chị Tư. Thời buổi bây giờ cưới vợ là phải cưới liền tay, chứ để lâu ngày thì lắm kẻ dèm pha. Chậm một chút là người ta hớt tay trên đó nghe chị. Trời ơi, trong cái xóm này á, thiếu gì gái đẹp, lo gì mà lo. Má, con chỉ thương một mình Duyên thôi, má phải cưới Duyên như con đó. Tí sủ dần mèo thình tí ngọ mùi. Đi em. Nội. Hả? Đi đâu mà lâu dữ vậy con? Dạ thưa nội, tụi con lên chợ huyện đó nội. Trời đất ơi, đi chợ huyện. Dạ. Thôi nội, để con đỡ nội vô trong nhà nha. Anh ba, anh xuống dưới lấy cho em cái dĩa đi. Dạ. Nội uống nước. Nội súc miệng đi, rồi nội ăn thử bánh ướt đậu của anh ba Phước mua cho nội á. Dạ. Bánh ướt đậu chỗ này ngon lắm đó nội. Nội ăn đi, con với Dương ăn rồi. Nội hỏi nè. Dạ. Tụi con đi chợ huyện để làm gì vậy? Cái nành này là vật gia bảo của ba má anh ba để lại cho anh ba. Hôm nay anh ba dắt con lên tiệm vàng ở trên huyện để cho người ta cắt làm hai cái mặt dây chuyền của anh ba một nửa, còn của con một nửa. Giờ nội đây cho con đi. Dạ, sẵn đây con xin thưa với nội là con thương em Duyên đã lâu. Bữa nay con xin phép nội cho con được phép qua lại với em Duyên. Vài bữa con kiếm đủ tiền, con sẽ qua đây hỏi cưới em Duyên luôn nha nội. Sao giờ này con chưa đi ngủ vậy Hai Thành? Dạ, con cảm thấy hơi lo làm sao á. Trời, có gì mà con lo. Nhà bà cháu con Duyên á, nghèo thấy mồ.
Được con hỏi cưới là nó mừng lắm rồi. Lo gì? Nhưng mà Duyên cứ ậm mờ. Với lại con cũng không thể nói chuyện dứt khoát với Duyên nữa. Mà cái thằng Ba Phước nó cũng thương Duyên. Thành thử con mới lo nè. Nè, má đi hỏi cưới nó cho con là bà cháu nó mừng hết lớn. Con lo gì? Thôi, đi ngủ. Bà Năm ơi! Bà Năm ơi! Bà Năm! Dạ, con chào nội ạ. Dạ. Trời đất! Trời đất cái gì nữa? Ngày hôm qua tôi đã nói với bà rồi. Tôi hứa là có thế không? Đó, bà thấy ngon cơm không? Cô Năm! Cô khỏe không cô Năm? Dạ, cảm ơn. Cũng nhờ trời tôi còn đi lại được. Thôi, mời mọi người vô nhà. À thôi vô. Dạ. Dạ, dạ mời mọi người ngồi. Dạ, chị ngồi. À, bà Năm à, cái chuyện mà ngày hôm qua tôi nói với bà đó, bà đã đồng ý rồi phải không? Thành ra hôm nay tôi mới mời mẹ con chị Tư qua đây cưới Duyên về làm vợ của Hai Thành. Dạ. Dạ mời mọi người dùng nước. Dạ. Mời chú Ba. Dạ. Con dùng nước. Dạ dạ. Mà hôm qua tôi có nói với chú Ba, chờ tôi hỏi ý kiến của con Duyên nhà tôi cái đã. Nhưng mà thiệt tình là tôi chưa hỏi ý kiến nó. Không sao, bây giờ hỏi luôn cũng được mà cô Năm. Ủa, Duyên không có nhà hay sao nữa? À, nó mới quanh quẩn đâu đây à? Chắc là chạy ra ngoài ruộng á. Nè, anh Ba lâu nay cũng chưa bao giờ mất uy tín phải không? Dạ. Vậy thì bây giờ cô Năm nhận lễ trước cho má con tôi vui vậy. Dạ, không được đâu cô Tư à. Cô ráng chờ tôi hỏi ý kiến con Duyên cái đã. Như vậy đi. Để cô chạy ra ngoài cô kiếm Duyên cho. Ừ. Ủa? Ủa, anh Hai, anh tới đây làm chi vậy? Em mới đi ruộng về hả? Dạ không, em mới qua nhà anh Ba Phước về. Vô đây. Dạ, con thưa bác Tư mới sang. Con thưa bác Ba. Thưa cậu. Chào con. Con lại đây đi con. Duyên à. Thằng Thành con chị Tư đây với Bay hồi nhỏ là hai đứa chơi chung biết nhau rồi đúng không? Bây giờ thì hai đứa nào cũng 20 tuổi hết rồi. Bác Ba nay đại diện cho đàn trai, mới mời chị Tư qua đây để mà cưới con về làm vợ cho con Hai Thành đó. Được làm dâu bác Tư là phước phần. Nhưng mà còn chuyện tình cảm của con á, để con tự chọn là nội không có ép. Ông Ba này mà mai mối là đâu dính đó mà. Danh bất hư truyền phải không chị? Vậy là cháu Duyên nó đồng ý rồi đó cô Năm. Thôi sẵn đây mình nhờ anh Ba coi ngày lành tháng tốt để mình làm đám hỏi đám cưới cho tụi nó luôn ha cô Năm ha.
Dạ, con thưa bác Tư, thưa bác Ba. Sao con? Con xin phép, con không nhận lễ này được ạ. Hả? Đó. Cái gì? Dạ, thưa bác Tư, thưa bác Ba, con được anh hai để ý là phần phước của con. Con được bác Tư chấp nhận làm con dâu là phúc phần của con. Còn đổi... Con không có chịu thua thằng Bảo Phước đâu. Mày coi coi, nhà mình như vậy nè mà nó không chịu nhận lễ là sao chứ? Thôi, mặn ly nước cho hạ quả. Có gì đâu giận không biết nữa. Út. Gì vậy? Mày đi qua bên tiệm Mai á, mày coi coi có hai quế ở bển không. Cái gì hả? Tao thấy á, nó cũng được người được nết, biết phải trái hơn con Duyên. Mắc mớ gì không đi cưới nó. Má, con chỉ thương một mình Duyên thôi. Má đừng có tìm kiếm tùm lum chi cho nó mệt. Cái thằng này. Mà chờ đó, trước sau gì con cũng cưới được Duyên thôi. Mày đi đâu đó, hả? Con Quế bên chợ, nó vừa giỏi vừa lanh lợi, phải khôn ngoan như vậy á mới về phụ má được. Để mai á, tao đi qua bển, tao cưới nó về làm dâu cho. Má, má định cưới nó về làm má của con hả? Mày nói quá không à. Nó đâu có tới nỗi nào đâu. Bất quá thì nó lớn hơn mày có 5-6 tuổi chứ nhiều. Chà, coi bộ cô hai lu bu quá hen. Ủa, bác Tư. Dạ. Bộ đông khách lắm hay sao vậy hai Quế? Con mời bác Tư ngồi. Ủa, bác Tư tính mày cái gì vậy? Thì có khúc giải mua lâu rồi mà chưa có đi mai được. Chàng ơi, bác Tư ơi, nếu mà cái khúc giải này á, bác Tư may áo dài là đẹp lắm á. Đúng rồi đó. Thì chắc là may cái áo dài đẹp đẹp đặng mà đi cưới vợ tròn hai thành. Anh Hai Thành đi cưới vợ hả bác? Ảnh cưới ai vậy bác? Chưa. Đã có ai đâu. Có ai thương nó đâu mà đi cưới hả con? Bác Tư nói sao vậy chứ? Anh Hai Thành, anh chỉ cần búng tay cái bóc thôi là đàn bà con gái nguyên cái xã này xếp hàng dài dài á chứ. Lúc đó tha hồ mà cho bác Tư lựa. Vậy chứ con có thương Hai Thành không? Giả tỷ như bác cưới con cho Hai Thành, con chịu không? Bác
nói thiệt hay bác nói giỡn nhờ? Bác nói thiệt. Nếu như mà con thương Hai Thành á, thì bác sẽ nhờ ông ba mai mối qua bên nhà nói chuyện với ba má con trước nha. Ủa, sao Hai Thành liều mạng vậy chứ? Chưa hỏi ý kiến của em mà đã đem lễ vật qua nhà nội chi cho khó xử vậy? Bởi vậy mới nói bác Tư, má của anh Hai Thành nóng giận lên là mắng em tùm lum hết, còn chửi nội nữa. Tội nghiệp nội lắm. Thôi, bỏ đi em, vài ngày nữa cũng nguôi hả? Em sợ là anh Hai Thành sẽ làm khó dễ anh. Dù gì anh cũng lái ghe cho nhà người ta mà. Không ấy, anh kiếm việc khác làm đi, đừng có làm ở đó nữa. Không sao đâu em, anh ráng làm hết mùa trái cây này nè, rồi kiếm đủ tiền làm đám cưới, xong anh nghỉ rồi kiếm việc khác làm. Anh hứa rồi đó nha. Ừ. Ông Phước ơi, có nhà không? Hình như Hai Thành tới. Để lên nhà trên nha. Ừ. Bữa nay Rồng tới nhà Tôm, chắc là có chuyện gì quan trọng lắm đây. Rồng Tôm gì ở đây? Tao với mày với Duyên á, chơi thân với nhau từ nhỏ, thì coi như là bạn bè thân thiết vậy mà. Mà với Duyên nó có gì rồi? Ủa? Có gì là có gì? Thì chuyện tình cảm đó. Tao thương Duyên nhiều, chắc mày cũng biết mà phải không? Hôm qua tao đã nhờ ông ba mai mối với má tao với cậu Út sang dạm hỏi Duyên làm vợ. Mày biết chuyện đó không? Biết. Rồi sao? Bộ Duyên nói cho mày biết sao? Tao thương Duyên nhiều hơn mày. Tao đủ sức lo cho Duyên có cuộc sống sung sướng và hạnh phúc. Tao yêu cầu mày tránh xa Duyên ra. Tao phải cưới cho bằng được Duyên. Mày biết tao từ nhỏ tới giờ mà, cái gì mà tao đã muốn là phải làm cho bằng được. Duyên, em tới đây hồi nào vậy? Sao em lại ở đây? Anh Hai, em qua đây từ sớm lận. Em qua đây nuôi gà với anh Ba Phước, đặng kiếm tiền sắp tới tụi em sẽ làm đám cưới. Tới chừng đó anh Hai tới dự với tụi em cho vui nha. Mà hai người định đám cưới thiệt hả? Dạ thiệt mà. Anh Hai mà không tin á thì ra xa coi đi, đàn gà bữa nay tụi nó lớn bụng dữ lắm. Đi anh Hai. Anh đi với em nè. Anh Hai, em biết là anh thương em từ lâu rồi, nhưng ngặt nỗi em thương anh Ba Phước nhiều hơn. Anh Ba, ảnh mồ côi cha mẹ giống như em vậy đó. Nhưng mà em còn có bà nội, còn anh Ba, ảnh chỉ có một mình hả? Nhà nghèo, tội nghiệp ảnh lắm.
Thành thử, nếu anh thương em thì anh ủng hộ cho hai tụi em nha. Con ăn miếng đi, rồi chờ hai Thành về, bác nói chuyện luôn cho. Bác cũng nói thiệt với con là nó đang thương con Duyên, cháu bà Năm Trầu á. Nhưng mà bác thì bác không có chịu con nhỏ đó. Bác chịu con. Thành ra con chịu khó thuyết phục nó giúp bác nghe con. Dạ. Trời đất ơi. Thành, đi đâu về đó? Con đi chơi. Có gì không má? Con, lại đây má biểu nè. Có hai Quế qua chơi nè con. Hai Quế à? Uống gì mà dữ vậy không biết. Có phải hai Quế nhỏ Thơ Mai đó không? Anh, bộ anh uống dữ lắm hay sao mà xỉn dữ vậy? Hay là để con vô con làm ly chanh gừng cho anh uống, anh giả rượu nha bác. Ừ, con đi đi con. Dạ. Con. Má. Má tính cưới nhỏ nào cho con nè. Đúng rồi. Không đợi nè. Con chỉ muốn cưới Duyên thôi. Không có Duyên giết gì ở đây hết á. Má cưới hai Quế cho con. Nè, anh uống miếng đi. Chuyện mà tao nói với mày á, mày suy nghĩ sao rồi? Tôi thì dễ mà. Ông muốn sao thì tôi cũng chịu. Có điều á là Duyên có thương ông không, chuyện đó mới là quan trọng. Mà tôi cũng đâu có ép được Duyên là đừng có thương tôi, phải thương ông, lấy ông làm chồng đúng không? Làm cách nào để Duyên làm vợ tao, đó là chuyện của tao. Còn chuyện của mày là mày phải tránh xa Duyên ra. Mày có hiểu chưa? Đang mơ mộng chuyện gì vậy? Chàng ơi, anh làm em hết hồn à.
À, anh xin lỗi em nha. Hôm qua anh say quá. Anh xin lỗi. Mà anh xin lỗi em chuyện gì? Thì chuyện anh không đưa em về được đó. Không sao đâu anh. Tự gì hôm nào em cũng đi sớm về khuya một mình nè. Em quen rồi. Với lại bữa nào em cũng đóng cửa tiệm nửa đêm mới về nhà. Vậy hả? À, em giỏi giang thiệt đó. Mai mốt tiền để đâu cho hết? Thì để em nuôi chồng nuôi con chứ để đâu. Nè, giờ này không có khách. Anh mời em đi uống cà phê nha. À, mình nè, em thích ngồi bên kia hay bên đây? Bên nào cũng được. Vậy bên đây nha. Mày nè, em thấy chỗ này được không? Dạ được. Vậy mình vô nha. Dạ. Em ngồi đi. Ngồi đi. Nè, em muốn gì kêu đi. Anh uống gì em uống cái đó. Vậy hả? Mà nè, vậy anh ăn gì em ăn cái đó luôn phải không? Lại đây. Anh nghe má anh nói á mà anh không có tin. Nè, cưng đó dễ thương lắm có biết không? Bộ em thương anh nhiều lắm hả? Em à, nếu em thương anh nhiều như vậy thì anh nói cái gì em nghe nấy đúng không? Nội ơi, xuống ăn cơm nội ơi. Con mời nội. Thằng Ba Phước á, nó đi đâu mấy hổm rày mà nội không thấy nó sang vậy con? Dạ, anh Ba Phước đi ghe ở Sài Gòn rồi nội. Vậy à? Con. Dạ. Chuyện của con với Hai Thành sao rồi con? Sao là sao hả nội? Từ bữa con từ hôn nó tới nay đó, nó có nói gì không con? Dạ không nội. Tại vì con đã từ chối thẳng thừng với ảnh rồi mà. Nội. Nội. Bộ nội lo lắng chuyện gì sao hả nội? Nội lo là lo cho thằng Phước. Nó không có đủ tiền đặng mà lo cái đám cưới cho con đó. Không có tiền á thì khỏi làm đám cưới luôn. Có gì đâu mà nội lo lắng chi cho mất công vậy? Con nói vậy sao được? Thằng Phước á, nó không cha không mẹ đã đành. Còn con á, thì còn có nội, còn có bà con hàng xóm láng giềng nữa. Mà ở đây á thì nội ăn mấy cái đám cưới ở trong xóm này rồi.
Bây giờ tới phiên con cháu mình, phải làm đâu đó đàng hoàng để còn trả lễ cho người ta nữa chứ con. Chị Duyên ơi, chị Duyên, ghé vô đây em có cái này đưa cho chị nè. Chuyện gì vậy em? Dạ chị có thư nè chị. Của ai vậy? Dạ của anh Ba Phước. Đưa đây chị. Cảm ơn em. Thôi chị em đi. Kỳ vậy ta. Đi có mấy bữa mà làm gì mày đặt chiếc thư viết từ đó không biết. Cái ông Ba Phước này, mày đặt viết thư viết từ nữa chứ. Không biết tính làm cái trò gì đây. Anh Ba có thư nè anh Ba. Thư ai? Thư của chị Duyên gửi cho anh đó. Trên chợ huyện nha. Em đang ở trên này nè. Có quà bất ngờ cho anh đó. Bữa nay mày đặt hẹn cà phê trên chợ huyện nữa ta. Anh hai, Em làm xong hết việc rồi đó. Giờ anh mua vé số cho em đi nha. Mày đưa thư cho hai người kia rồi phải không? Dạ rồi anh hai. Ừ tốt. Nè cầm đi. Không tôi không lấy đâu. Cái thằng này, mày đặt chê tiền hả mày? Cầm đi tao đổi ý bây giờ. Thôi sáng anh nói với tôi là tôi đưa thư cho hai người đó xong là anh mua hết vé số cho tôi. Bây giờ anh đưa có nhiều đây sao mà tôi đủ sơ hội. Mày nghĩ tôi lấy hết đống giấy số này gì làm mắm hả? Cầm đi, đi chỗ khác bác. Không tôi không cầm, tôi đi mét hai người đó nè. Nè nè, cái thằng này. Mày á thì tôi đấu để mà. Đưa đi coi. Cầm.
Quế ơi, Quế, em xong chưa vậy? Dạ, dạ đợi em chút. Rồi. Đẹp quá. Nhìn em giống tài tử cine ghê á nha. Thiệt không? Mà anh, mình đi liền giờ luôn hả anh? Mà mình đi đâu vậy? Bây giờ mình lên chợ huyện chơi. Thiệt hả? Chỉ em với anh thôi hả? Ừ. Mà nè, đi tới khuya mới về lận. Nhớ đóng cửa tiệm nha. Dạ. Đi, đi với anh đi. Không sao đâu. Đi với anh mà sợ gì. Đi. Vô trong đi. Ở bên kia nha. Em ngồi đi. Anh ơi, sao mình lại vô đây vậy? Hình như đây là quán bia ôm mà. Nè, em ăn gì, uống gì, cứ kêu. Anh ra ngoài có chút việc nha. Ờ, anh đi đâu vậy? Sao bỏ em ở đây một mình? Ờ, anh đi có chút xíu à. Anh vô liền, nha. Yên tâm đi, nha, anh vô liền. Dạ. Mời anh. Mời anh vô. Dạ, bên đây nè anh. À, vô đi anh. Vô đây với em nè. Đi mà. Hả? Vô đây. Thôi thôi. Tôi trời ơi, mất cỡ nó kìa. Nè, thôi mà. Vô đây với em. Tôi chỉ chờ bạn gái tôi thôi. Anh vô đây nè. Hả? Vô đây với em. Thôi mà anh, vô đi mà. Tụi em chăm sóc cho anh nha. Đẹp. Anh ngồi xuống đây. Ngồi xuống đi anh. Anh. Ăn miếng đi. Đi anh. Há miệng ra nè. Ngại gì không biết nữa. Anh uống đi anh. Uống đi. Để tụi em chăm sóc cho anh nha. Anh lau mặt nha, lau cho mát. Uống chút bia cho kích thích nha, tụi em sẽ làm cho anh hưng phấn mà. Khi nào bạn gái anh tới, tụi em sẽ đi thôi à. Uống đi mà anh. Anh uống đi cho em vui. Anh hai, cô Duyên đã tới trước cửa bán rồi. Mà tụi em khi hoài mà cố không chịu vô, anh tính đi. Ok. Em chạy ra ngoài á. Ra cổng đưa Duyên vô giùm anh nha. Nếu không cô bỏ về bây giờ. Nhanh đi nhé. Cái gì? Sao anh lại hẹn Duyên tới đây? Anh chơi trò gì vậy? Vừa hẹn em tới đây rồi vừa hẹn Duyên tới đây là sao? Em đi ra ngoài kêu cô vô liền đi. Nhanh lên. Sao tự nhiên anh lại sai em làm ba cái chuyện đó chứ? Quế à, em nói là em thương anh phải không? Anh nói gì em nghe nấy mà đúng không? Vậy thì em ra ngoài kêu cô vô giùm đi. Đi. Nè, anh
chỉ nhờ em ra dẫn Duyên vô cái phòng đối diện thôi mà. Tại anh có hẹn với ba Phước ở bên đó. Nhưng mà để làm gì? Anh muốn cho hai người đó gặp nhau ở đây thôi mà. Anh bỏ cái tay ra đi, cho tôi đi về. Tự nhiên cái giữ tôi lại vậy? Cô vô trỏng đi, anh ba Phước đang chờ cô trỏng đó. Kệ anh chứ. Tự nhiên khi không cái hẹn người ta tới quán, tới ôm, tới mù à. Tôi không có vô trỏng đâu. Cô vô đi mà. Bỏ ra đi. Duyên, đi, đi vô em. Vô đây đi. Chị cũng mới tới đây à. Ba Phước á, kêu chị ra đây để đón em vô á. Đi đi. Em yên tâm đi, đừng có sợ, có chị mà lo gì. Đưa xe cho người ta giữ đi. Kệ thôi, cho người ta giữ xe. Đi. Đứa nào vậy bay? Anh ba Phước mà tới kiếm con. Nội nói con chưa về nghe nội. Nội. Dạ thưa nội, Duyên đã về nhà chưa vậy nội? Con đi vô đây. Con, có chuyện gì vậy con? Duyên, Duyên đã về nhà chưa vậy nội? Con lo cho Duyên lắm. Dạ, con với Duyên hẹn đi uống nước trên chợ huyện mà nhầm ngay cái quán bia ôm. Con đâu có biết ớt giáp gì đâu nội. Cũng tại vì hai con nhỏ đó đó, nó cứ sáp vô con. Chứ con đâu có muốn ôm ấp gì tụi nó đâu. Con muốn giải thích cho Duyên nghe, đặng Duyên đừng có giận con nữa đó nội. Anh đi về đi, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Duyên, em ra ngoài này đi. Anh sẽ giải thích cho em hiểu chuyện mà. Anh đi đi. Duyên, tôi không muốn nghe. Duyên. Con, nó đang giận. Thôi bây giờ con về đi. Có gì sáng mai rồi qua. Đi đi con, nghe lời nói đi. Về nghe nội. Con, bữa nay con không lên chợ hả con? Dạ không nội, hồi hôm á con có đi lấy trái cây được đâu.
Tự nhiên cái hẹn người ta đi cà phê ở trên chợ huyện, rồi vô bia ôm. Tiền bạc đã không có rồi, còn mày đặt hư thân nữa chứ. Con à, nội thấy nó có vẻ ấm ức cái chuyện gì đó. Có chuyện gì á thì hai đứa ngồi lại nói với nhau, nói chuyện với nó cho có đầu có đuôi nghe không con? Khỏi nói nữa đi nội. Chính mắt con nhìn thấy rành rành thằng Chả hả, ngồi ôm hai cái con nhỏ ăn mặc dị hợm, không có ra gì hết á nội. Mà nội nè, chuyện cưới hỏi coi như bỏ luôn nghe nội. Duyên ơi, Duyên, em dậy chưa? Nói. Duyên à. Duyên. Đừng có ra. Duyên à, Duyên. Nè, làm gì sang nhà người ta sáng sớm vậy hả cha nội? Đi, đi với tao đi, tao có chuyện muốn nói với mày. Đi, đi. Cái cô này ngộ chưa? Hẹn tôi 3-4 ngày nay tới lấy đồ mà đi đâu không thấy nữa. Chị ơi, chị mua giùm em bó rau đi chị. Chị mua dép nè chị. Hàng mới vậy, hàng đẹp lắm chị. Chị coi đi chị. Dạ, con chào dì Bảy. Cho con xin lỗi. Lỗi phải gì? Tôi chỉ sợ là chiều nay không có bộ áo dài đi đám cưới đây nè. Dạ dạ, con may xong rồi. Dì vô thử nha. Chiều qua cô đi đâu mà đóng cửa sớm quá vậy? Mặt trời chưa lặn tôi ra, cô đóng cửa mất tiêu rồi. Dạ, con xin lỗi dì. Tự dì hôm qua con có chuyện gấp ở trên chợ huyện á. Dạ, để con lấy áo cho dì. Dạ, dì vô thử đi. Dạ, con mời dì. Dạ. Dạ. Sao rồi con? Dạ chuyện gì vậy? Thì chuyện con đi chơi với anh Thành hôm qua đó. Cô Quế ơi, dạ, vô coi giùm tôi đi. Dạ dạ, để con chút. Nè, ra đây, ra đây. Còn với nó hôm qua đi chơi vui lắm phải không? Dạ. Coi bộ sáng nay nó vui dữ lắm. Chắc là nó chịu con rồi đó. Dạ, con với ảnh đi uống. Bác biết rồi. Con đó, không cần phải ngại. Con ráng ngồi bế nó chút nữa nghe, rồi bác cũng nói thêm vô. Con đợi vài bữa nữa đi, rồi bác bưng lễ qua ba má con luôn nghe. Dạ. Tao đã suy nghĩ kỹ rồi. Duyên không có thương tao thì tao cũng không cố đấm ăn xôi mà làm gì nữa. Còn Hải Quế ở tiệm mai á, nó thương tao, thành thử là tao sẽ cưới nó. Nè, ông nói sao? Ông tính cưới chị Hai Quế, chủ tiệm mai hả? Hai Quế á, tuy không trẻ và cũng không đẹp như Duyên, nhưng mà cái chính á, là Hai Quế rất là thương tao. Tao thấy vậy được rồi. Được quá đi chứ. Tôi chúc mừng ông nghe. Rồi, hai người tính chừng nào tổ chức đám cưới? Thì hôm nay á, tao ra đây là để bàn những bài chuyện này nè. Ủa, bàn chuyện gì? Tao với mày làm đám cưới chung, mày chịu không? Duyên giận tôi rồi. Chắc cổ từ hôn tôi quá. Tại sao? Hồi hôm qua
Duyên hẹn tôi đi uống cà phê trên chợ huyện. Không hiểu làm sao, nhầm cái quán bia ôm. Rồi trong quán có hai con nhỏ ăn bận không đàng hoàng. Rồi Duyên tới sau, Duyên thấy hai con nhỏ đó, nó... nó chăm sóc mày kỹ lưỡng quá phải không? Ừ. Ủa, sao không biết? Trời ơi. Mà nè, chuyện đàn ông đi bia ôm á là chuyện quá bình thường trong thời buổi bây giờ. Có gì đâu mà Duyên phải nghiêm trọng tới như vậy. Chút chiều á, tao kêu hai Quế qua bển nói chuyện cho Duyên hiểu. Tao với hai Quế hả, đi mấy chỗ đó hoài. Thiệt hả? Vậy thì tôi mừng quá. Ông giúp tôi nghe hai Thành, tôi mang ơn ông suốt đời luôn. Ông nói với hai Quế qua nói giúp với Duyên giùm tôi một tiếng nha. Được rồi, chút á tao sẽ kêu hai Quế qua nói chuyện với Duyên cho Duyên hiểu. Ok. Ừ. Ê, bà làm gì sáng nay bỏ buổi chợ vậy? Làm khách của bà vào quán hàng của tôi bán đã dễ sợ luôn á. Ừ, bán hết rồi hả? Ừ. Bà làm gì tự nhiên nước bắt tèm lem tèm lút hết trơn vậy? Ờ, mà tôi nghe bà nội nói á, sáng nay bà định uống thuốc đầy phải không? Khùng quá. Trời ơi, tôi đâu có đến mức đi như vậy. Ờ, bà đâu có điên. Vậy sao bà ra đây bà ngồi bà khóc chi vậy? Thôi, tôi biết rồi. Thì cái vụ chồng sắp cưới đi uống bia ôm đúng không? Hey, bà đâu có khùng, bà chỉ khùng nặng thôi. Bộ anh nói chuyện gì với bà hả? Thì á, anh Ba Phước nè, sáng nay ảnh mới xả cho tôi một tràng luôn á. Mà tôi nói thiệt, tôi thấy bà cũng bị khùng hơi bị nặng đó nha. Hả? Bà nói cái gì vậy? Sao tự nhiên bữa nay lại chửi tôi chứ? Bà coi đó, thằng Chả hả? Còn bà đặt viết thư, chữ thì bay bướm, hẹn hò tôi trên cái quán gì đó, nói là tặng quà cho tôi lãng mạn lắm. Ai ngờ tôi bước vô đó là quán bia ôm, con gái á thì mặc áo hở bụng hở ngực, còn hả que đùi que mông nữa. Mà chính tôi á thấy ổng ngồi ôm ấp mấy con nhỏ đó nữa. Tôi hỏi bà thấy vậy có tức không? Bà nghe rồi đó, như vậy tôi có bị điên không hả? Khoan, bà nói lại giùm tôi coi, bà nhận được thư tình của anh Ba Phước hả? Chứ sao, mà thường ngày á muốn gì chạy cái qua nhà hả, tự nhiên bữa nay á bà đặt viết thư dán lại kính mít nữa, làm như bí mật lắm vậy đó. Đâu, thư đâu? Bà đưa tôi coi thử có phải chữ của anh Ba Phước không rồi nói chuyện tiếp nha. Đưa đây. Tôi xé mất tiêu rồi còn gì nữa đâu coi. Anh Ba lại nói với tôi là khác. Anh nói là anh nhận được thư tình của bà đó. Anh cũng đang thắc mắc là từ trước tới giờ bà không hề viết thư tình, tự nhiên bây giờ viết cho anh, còn hẹn anh tới cái quán gì mà bia ôm bia ít gì đó để làm gì nữa đó. Mà đi gì vậy? Bà đi với tôi. Đi đâu? Đi đâu? Đi qua nhà bà Hai Quế chứ làm chi. Đi qua bển chi? Bữa đó tôi gặp Hai Quế ở trước quán bia ôm, chính bà kéo tôi vô trong đó để gặp Ba Phước ngồi với mấy con nhỏ đó mà. Đi nhanh lên. Hồn luôn à. Qua đây ngồi. Đi qua đây. Rồi ngồi xuống đi. Anh là nhờ em thêm một chuyện quan trọng nữa nè. Không. Em không giúp anh Ba cái chuyện tào lao đó nữa đâu. Chuyện gì mà là chuyện tào lao? Thì chuyện phá đám người ta chứ còn chuyện gì nữa.
Không, em ngồi xuống đi. Nè, em á, giúp anh một lần này nữa thôi. Một lần nữa thôi. Anh thề với em á, là xong chuyện này anh sẽ quên con Duyên luôn. Đi mà, giúp anh một lần nữa thôi nhá. Vậy anh hứa đi, anh mà còn kiếm chuyện với hai người đó nữa là em đi mét với người ta về cái chuyện anh đi viết thư cho hai người đó đó. Được rồi, anh xin thề với em. Rồi, chuyện gì anh nói đi. Quấy nè, em tới gặp Duyên á, nói là em bắt gặp bà Phước tới đó nhiều lần rồi. Thành ra nghe nói ba Phước chuẩn bị cưới Duyên, tội cho Duyên, cho nên mới bày ra ba cái chuyện viết thư cho Duyên, đặng nhìn thấy tận mắt. Nhé, Quế nè, em giúp anh một lần này nữa thôi. Em đã hứa với anh á, là anh nói gì em cũng nghe nấy mà, đúng không? Ừ. Bà đi với tôi vô đây, để tôi hỏi bà hai Quế cho rõ đã. Duyên, em tới đây may đồ cô dâu hả? Tôi không may đồ gì hết á. Tôi tới đây á, đặng hỏi chị chuyện hồi hôm á. Chuyện gì em? Tự nhiên sao hồi tối hôm qua chị có mặt ở quán bia ôm đó vậy? Chị chị với anh Hai Thành bữa nào cũng tới đó chơi mà. Có phải anh Hai Thành viết thư cho tôi với lại anh Ba Phước hẹn nhau ra ngoài đó đúng không? Phải không? Thật ra thì nè, bà trả lời cho lẹ lên. Có phải là anh Hai Thành bày mưu tính kế để bà chia rẽ người ta hay không? Hả? Nhưng... là anh Hai Thành ăn không được phá cho hội có đúng không? Bà nói lẹ. Là anh Hai Thành viết thư rồi bày mưu tính kế cho bà có đúng không? Tôi... hả? Nói lẹ. Là anh Hai Thành bày kế cho bà có đúng không? Không phải. Thiệt ra chính tôi bày mưu để chia rẽ hai người đó đó. Hả? Cái gì? Chị nói cái gì vậy? Tại sao chị lại làm như vậy? Tại sao chứ? Hả? Tại tôi thương anh Ba Phước á. Hả? Ê cái bà kia, bà nghĩ sao vậy? Người ta là bông đã có chủ rồi bà biết không? Bà đó nha, từ nay về sau bỏ ngay cái trò này nghe chưa? Bà mà còn làm như vậy nữa, tôi nói cho bà biết là con bông sôi đũa này á, không để yên cho bà với cái tiệm của bà được làm ăn yên ổn đâu nghe chưa? Biết chưa? Kìa quá. Hả? Qua à, thôi được rồi. Nhớ nghe chưa? Đi. Nói rồi đó. Bà coi chừng tôi á. Thôi được rồi mà. Bà để cho tôi, để tôi xử bà cho. Em đứng dậy đi. Quế nè, đứng đi em. Anh cảm ơn em. Anh hứa anh sẽ đền ơn cho em thật xứng đáng. Xin lỗi anh. Hai Quế gặp em rồi hả? Không có, em qua tiệm may của Hai Quế. Vậy hả?
vậy là em hấp dẫn anh rồi đúng không? Bây giờ em cho anh sang gặp nội để bàn chuyện đám hỏi nha. Gà đã bán được chưa mà anh bà đặt cà nôn cà nao vậy? Anh cân thử rồi, mỗi con cũng được 1 ký, chừng 1 tháng nữa là 1 con 2 ký. Anh tìm được mối bán hết chuồng luôn rồi. Ba má anh chết sớm, nhưng mà để phước lại cho anh. Phước gì vậy? Phước là được gặp em đó, được em thương, được cưới em làm vợ. Hai Thành không có phước bằng anh đâu. Anh đó, chỉ giỏi nói vậy thôi à. Cậu cả cánh cậu cười cô chính cành, cậu cười cô chính chắc cô chính chịu chơi chim. Chim cu, chim cu, chim cu, chim câu, chim cò, chim Út à, cường. Mày câm cái họng mày lại giùm tao được không Út? Trời ơi, tổng mận về mận ở đây hát kệ người ta. Cô chính còn chịu chơi chim cao cổ, chim truyền chuyện, chim chích tre. Tao nói mày câm họng mày nghe không? Tao đang tính sổ nghe, tao lộn rồi tao quýnh mày bể đầu á. 1 với 1 là 2, 2 với 3 là 4, 4 với 1 là 5, 5 với 5 là 10, tèn tèn. Chào chị Tư. Anh ba. Dạ. Chà. Dữ hen. Ờ, dạ. Chưa phải mùa cưới mà ngó bộ anh cũng đắt xô gớm à. Đang vô mùa mà chị Tư. Nhắn từ sáng sớm tới giờ, giờ gần nửa đêm mới tới là sao? Hèn chi từ sáng tới giờ tôi nhảy mũi quá trời quá đất. Chị biết tôi từ đâu về đây không? Tôi mới vừa bên nhà bà Năm Trầu đi sang đây nè. Rồi làm sao? Chừng nào cái cặp mồ côi đó nó làm đám cưới vậy anh ba? Dạ sắp rồi đó chị, sắp tới rồi đó. Thành. Chào chú ba. Chào con. Con ngồi xuống đây đi. Thằng ba Phước với lại con Duyên, nó sắp tổ chức đám cưới rồi đó con à. Còn mày, mày tính làm sao? Sao là làm sao? Thì con cũng phải cưới đi. Chứ không lẽ mày để bà con chòm sớm cười thúi đầu thúi mặt má mày. Đúng rồi đó con. Út nói con nghe nè. Măng đám cưới đi. Không, măng cho nó linh đình lên, cho má mày nở mày nở mặt. Đám cưới của mày làm sao cho cái mặt của má mày nở bằng cái phản mới chịu. Trời đất, cái thằng này. Hơi đâu mà má lo mất mặt. Thằng ba Phước làm gì có tiền mà nghĩ tới chuyện đám cưới chứ. Ê gì? Bậy à con, đừng có giỡn. Tao coi ngày giờ cho nó xong rồi đó nghe chưa. Tầm tháng sau, có nghĩa là trên dưới nửa tháng, tụi nó sẽ làm đám cưới, gộp chung đám hỏi luôn đó. Làm lớn lắm mà. Tao nghe đâu nó bán cả 100 con gà của thằng Phước, rồi cộng thêm 2 con heo của con Duyên. Đó là heo thịt gần tạ của con Duyên á, nuôi cũng khá lắm đó. À, ông tính kỹ chưa? Cái gì? Kỹ chưa? Sao ông tính kỹ? Trời ơi, cái khu này người ta ăn chay trường không à. Ông lựa ngày rằm ông làm đám cưới, 100 con gà, 10 con heo ai ăn ông nội? Thì nấu chay rồi nấu mặn, ai ăn chay ăn, ai ăn mặn ăn, cho già vũ duyên. Nấu thịt mà ta ăn chay hết rồi ai ăn thịt? Mày im, mày im. Tụt máu hả? Mày qua bên kia ngồi đi, để tao bàn chuyện đại sự, chứ phải chơi à nghe. Con giấy gà xanh nó muốn làm gì tôi làm chứ. Anh ba. Dạ. Coi ngày gấp đi, đang mà qua nhà nó làm cái đám hỏi thiệt là lớn trước đi anh bà. Dạ. Má. Má nói nó là nó nào vậy? Thì con hay quế chứ nó nào nữa con. Hồi chiều tao hỏi là ý nó rồi, nó đồng ý rồi đó. Má. À để coi tí ngọ mẹo dậu, ngày ngọ mà tháng dậu. Cái này kỵ nghe chị Tư.
kỳ dữ lắm mà. Ừ, kỳ là kỳ sao anh ba? Ừ, anh ba coi kỹ lại coi. Mai mốt em về bên nhà anh ở rồi, còn bà nội ai chăm sóc? Thì mình đưa bà nội về chung luôn. Sao anh không chịu dọn qua ở rể ở nhà nội em luôn? Thôi, kỳ lắm. Rồi nhà của anh đóng cửa bỏ không, mỗi mặt ăn hết rồi sao? Đâu có sao, anh nghĩ coi. Anh qua ở chung với em và nội thì em lại thấy không phức tạp bằng em và nội qua ở chung với anh, đúng không? Hay là mình quánh tù tì đi. Chuyện vậy cũng kêu em quánh tù tì nữa. Thôi chuẩn bị nè. Hay cắt em. Thua rồi. Anh đó trần vàng quá. Em không chịu đâu. Nè. Em thua rồi. Đến chạy hả? Bà Phước ơi, bà Phước. Duyên, Duyên à. Duyên, Duyên à. Duyên, trời ơi, Duyên. Dậy đi con, trưa trời trưa trật rồi. Con mới ngủ được chút xíu à, con buồn ngủ. Nè, sao thằng Ba Phước nó lại ngủ trong nhà mình vậy hả con? Dạ, tại tối hôm qua tụi con về khuya quá. Trời đất ơi, đi chơi đâu mà về khuya dữ vậy? Con buồn ngủ quá.
Nội dặn nè con gái con lứa thì phải biết giữ mình cho đến ngày rước dâu nghe con. Chỉ còn có 26 ngày nữa là mình thành vợ của anh Ba Phước rồi.